nhà có một mùa Giáng sinh an lành và ấm áp nhé. Hôm nay thì mình lên đây cũng muốn chia sẻ với cả nhà về tình hình cuộc sống của mẹ con mình thôi cả nhà. Và mời cả nhà ăn trái cây này. Ngày hôm nay thì mẹ con mình mới đi test Covid về cả nhà. Kết quả thật đáng buồn cả nhà. Là hai mẹ con đều bị dương tính cả nha cả nhà. Bởi vậy nên mình rất mệt, không nấu ăn uống gì cả mà chỉ ngồi đây ăn trái cây và nói chuyện với cả nhà thôi. Mùa Giáng sinh năm nay thật là một mùa Giáng sinh buồn cả nhà ơi. Mình cũng mệt mệt mấy ngày nay rồi mà uống thuốc á. Hôm bữa đi test thì chưa có ra, mới có mình con bé nó bị thôi. Thì mình cũng về đề phòng uống thuốc nhưng mà nó cũng không uống thuốc, nó chưa tới thì sao á. Con bé thì càng ngày càng trở nặng hơn, còn mình thì hôm nay cũng đã bị nặng rồi cả nhà. Mẹ ơi. Mới có 3 ngày thôi mà thấy cũng trở nặng rồi. Mẹ, cơm ăn má. Không có được, lạnh con. Ừ. Con ăn bánh đi. Mà test bây giờ thì cả nhà theo như mình nghĩ á, mình đi test ở bệnh viện á cũng vậy, mà mình test ở nhà cũng vậy cả nhà. Test đâu cũng được hết, không có nhất thiết phải đến bệnh viện đâu cả nhà. Tại vì mình đi test bệnh viện người ta cũng hướng dẫn là mình cũng nên test ở nhà cũng được. Tại vì mua cây test ở nhà thì mình nếu như mà bị dương tính thì nó sẽ là hai vạch cả nhà. Một vạch thì âm tính, còn hai vạch là dương tính. Thì cả nhà cứ lấy cái điện thoại chụp lại cái màn hình mà bị hai vạch đó rồi đưa lên phường khai báo là được nha cả nhà, không nhất thiết phải đến bệnh viện để lấy giấy đâu. Khai báo ở bộ phường hay là ở đâu cũng vậy, thì cả nhà cứ test xong rồi chụp lại cái cây test của mình đó rồi khai báo lại thôi. Còn mình vào trong bệnh viện mình khám á, thì nhiều khi muốn cho nó kỹ lưỡng hơn để bác sĩ khám tư vấn cho mình, nhưng mà thực sự ra thì cũng không có gì đặc biệt cả nhà. Bác sĩ cũng nói mình là muốn khám ở trong bệnh viện hay là ra ngoài khám cũng được, hoặc là lấy thuốc trong bệnh viện cũng được, mà ra ngoài mua tự do cũng được. Mình đến mấy tiệm thuốc ở ngoài á, mình mua cũng được. Nhưng mấy bữa mình lấy thuốc ở trong bệnh viện uống, nhưng mà có lẽ mình uống nó chưa đủ đâu hay sao, thì mình thấy nó cũng nặng hơn nhá cả nhà. Mấy bữa thì chỉ có ho với hắt xì thôi, còn bây giờ nó đã trở sốt rồi, sốt và ho nhiều hơn nữa. Con mình thì nó sốt kéo dài mấy ngày nay rồi, nó khó chịu trong người nhá cả nhà. Nó ăn là nó buồn ói hoài à. Nên mình đi tái khám và đi ra ngoài mua thuốc cho cả nhà. Bác sĩ cũng nói mình đi ra ngoài mua thuốc, chứ trong bệnh viện chỗ mình khám lại đây thì mình đi chỗ khác á. Mình khám lại cũng là bệnh viện lớn nhưng mà là một nơi khác mình khám lại. Thì ở đó người ta không có cấp thuốc, mà người ta nói mình đi ra ngoài mua thuốc. Thì mình mua thuốc ở tiệm thuốc tây mình uống thấy ok nhá cả nhà. Ở trong bệnh viện uống thì mình cảm thấy là nó thuốc nó chưa đủ đô nha, nó không có được. Nhưng mà mình ra ngoài mình mua thuốc thì mình uống thấy người sáng giờ nó cũng nhẹ hơn. Mỗi tội là mình ho mấy ngày nay á, mình thấy nó mệt không, chứ cũng có gì cả. Nó cũng giống như là người bị cảm cúm thông thường thôi cả nhà, nó chỉ là ho với lại hắt xì số mũi vậy thôi, với lại sốt nhẹ nhẹ thôi chứ không có sốt cao đâu cả nhà. Cái triệu chứng của người mà bị dương tính với Covid á, thì mình thấy là như vậy đó. Chứ con gái mình thì nó chưa chích mũi nào, thì mình thấy nó cũng là sốt khoảng 37 độ mấy, 38 độ thôi, chứ không có sốt cao nha cả nhà. Với là ho khẹt khẹt thôi chứ cũng không có triệu chứng gì cả. Mình có điện thoại để mình nghe điện thoại cái đã nhé. Đây cả nhà, như mình chia sẻ thuốc của con bé thì ở mình mua bệnh viện cũng vậy, mà ra ngoài mua cũng vậy nhé cả nhà. Nó chỉ có mấy loại thuốc ho, mấy chai thuốc ho thôi. Với lại cái này là thuốc hạ sốt thông thường nhé cả nhà, Hafoco được hạ sốt thông thường nhé, của trẻ em. Còn cái này cũng là chỉ là thuốc ho thôi cả nhà. Chỉ có người ta cũng chỉ kê cho mình là thuốc ho với lại thuốc hạ sốt thôi. Đây, còn như thuốc của mình thì mình ra ngoài mình mua thì nó có chai xịt mũi với lại ở đây mấy viên kẹo ngậm. Thì mình không có ngậm cái kẹo này nha, tại vì ngậm kẹo này là cái kẹo bạc hà, ngậm vô thì mình đau họng hơn nữa, nên mình sẽ không có ngậm. Này là mấy viên thuốc ho với lại mấy viên thuốc ho sổ mũi thông thường thôi cả nhà. Trong này nó chỉ có mấy cái viên nên mình cũng không có thể nói chính xác là viên gì nha cả nhà, nhưng nó là thuốc ho với sổ mũi nha cả nhà, chứ không có gì khác cả. Nên mọi người nếu mà lỡ mà không may cả nhà mà có ai bị á, thì cứ đi đến bệnh viện test nhanh, hoặc là nếu muốn lấy giấy test á, thì lên bệnh viện test nhanh, còn không thì mình mua cây test về nhà test cũng được. Rồi mình mua ra ngoài tiệm thuốc, mình mua thuốc thông thường về mình uống, mình nói với người ta là bán cho mình mấy ngày thuốc F0 là được nhá cả nhà. Người ta cũng hiểu hết. Bây giờ ở đây thì không biết chỗ mọi người ra sao, nhưng mà ở chỗ mình thì cứ đi mua thuốc F0 là người ta bán bình thường cả nhà. Bán mình mấy ngày về mình uống, cảm thấy được thì mình cứ ra mình mua mình uống khoảng 4-5 ngày thôi là được. Mình thì
mình uống thuốc ở bệnh viện không ăn thua nhé cả nhà, nhưng mà sáng nay thì mình ra ngoài mình lấy thuốc mà người ta bán thuốc như thế này, mình uống từ sáng giờ thấy nhẹ người nha cả nhà. Mấy bữa thì mình cũng có gai gai sốt nhưng mà mình uống thuốc này thì mình không thấy sốt nữa mà người cũng nhẹ hơn, đỡ hắt xì xuống mũi hơn. Nên hôm nay mình cũng chẳng làm gì cả, đi test về đã mệt ra cả nhà, ăn rồi uống thuốc đủ lăn là bây giờ dậy thế cả nhà. Thấy là gì? Thấy cũng thấy buồn trong người, tại vì gần tới Noel rồi mà cũng mình tính ra ngoài á, để mình quay review mấy chỗ mà người ta làm trang trí Noel á đẹp đẹp về để đăng lên cho cả nhà cùng xem. Nhưng mà tình hình như vậy thì chịu rồi, ở trong nhà thôi. Mình thì cả nhà mình thì có hai mẹ con bị, còn anh hai thì không có bị nhưng mà bị cách ly trên khác cho cả nhà. Cách ly ở phòng kín tại vì hai mẹ con mình còn tới lui rồi nấu nước ăn uống nên không có cách ly được. Hai mẹ con cùng bị nên ở dưới để nấu nước thôi. Còn anh hai thì đi học về là bắt vô phòng kín mà ngồi. Tại vì nếu mà bị thì bị hai mẹ con này được rồi, còn mà để anh hai để khỏe để anh hai đi học. Hôm nay thì mình chỉ muốn chia sẻ với cả nhà như vậy thôi. Mời cả nhà ăn cái với mình nhé. Hôm nay thì lên đây để chia sẻ với mọi người về tình hình của mẹ con mình. Thường á thì người ta bị ép không á thì người ta sẽ mất vị giác nhà cả nhà, còn mình thì mấy ngày nay rồi nhưng mà mình vẫn ăn uống bình thường nhé, vẫn cảm nhận được là cái vị ngon hay ngọt của trái cây hoặc là đồ ăn nhé. Có điều thì mũi nhạt nhạt nói cả nhà cảm thấy cái giọng nói của mình nó khác không cả nhà? Bây giờ con chào cả nhà chưa? Chào cả nhà. Mẹ chào chứ? Mẹ chào rồi. Bé này thì nó sốt mấy ngày nay nó ăn không được cả nhà. Ba cái bánh này thì mua về nó ăn vặt thôi chứ cháo cơm thì nó ăn cũng không được. Em khó ăn đau họng á, khó ăn. Thôi, bây giờ thì mình xin kết thúc video tại đây nhé cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nhé. Khi nào mình khỏe thì mình sẽ làm thêm clip về up lên cho cả nhà cùng xem nhé cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Bye bye. Con bye cả nhà đi. Bye bye.